Nguyên đán là dịp để mọi người sum vầy bên gia đình. Thế nhưng vì vinh quang của thể thao nước nhà thì rất nhiều các vận động viên vẫn phải tập luyện, thi đấu và thậm chí là phải đón Tết cổ truyền nơi xứ người. Với họ, cái Tết có thể không trọn vẹn nhưng quan trọng là vẫn có bánh chưng, tiếng cười và niềm vui. Trong bản tin ngày hôm nay thì xin mời quý vị các bạn cùng đến với một chút không khí đón Tết của đội tuyển Futsal Việt Nam được các thành viên trong đoàn thực hiện từ Uzbekistan và gửi về cho Thể thao TV và Bóng đá TV. Để chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có mặt ở Uzbekistan từ hôm 28 tháng 1. Trong hành trang các cầu thủ mang tới Tashkent, bên cạnh những vật dụng thiết yếu, còn có cả những thứ rất đặc biệt, đó là chai nước mắm, mứt Tết hay cả bánh chưng. Còn đây là không khí của cả đội sau một buổi tập luyện vất vả, quây quần bên nhau và thử tài làm bếp, với nguyên liệu chính là những chiếc bánh chưng. Trong những đợt tập trung trước thì cũng ít khi vào bếp, nhưng mà đợt này thì có mấy bạn ủng hộ kêu vô làm một vài món thì em cũng biết làm nên vô làm cho mấy anh em ăn. Đây là món bánh chưng chiên. Anh em trong đội rất là thích món này. Xa nhà ngay dịp Tết là điều chẳng ai mong muốn, nhưng vì nhiệm vụ trên đội tuyển quốc gia mà xa hơn là giấc mơ giành vé tham dự vòng chung kết Futsal thế giới, nên các cầu thủ đánh gác lại niềm vui bình thường trong dịp Tết. Những lúc như thế này, chiếc bánh chưng rán lại giúp họ cảm nhận Tết cổ truyền đang đến rất gần. Đợt tập trung đi thi đấu, tập huấn và thi đấu dạy này thì nó cũng rơi vào đúng cái dịp Tết. Nên những cái món ăn như bánh chưng chiên này thì rất phù hợp với cái ngày Tết, nên làm những món này thì anh em cảm thấy có không khí Tết nó vẫn có ở bên đây. Chúng tôi cũng cố gắng tạo không khí rất là đầm ấm, rằng gần gũi với lại cái Tết của Việt Nam chúng ta. Chúng tôi đã liên hệ với lại đại sứ Phạm Văn Phảo tại Tashkent và đã được đại sứ nhận lời và tổ chức một buổi tiệc để đội bóng của Việt Nam chúng ta, đội tuyển Futsal gặp gỡ với đồng bào của chúng ta tại Tashkent, qua đó thắt chặt mối tình giao hữu hữu hảo chúng tôi với lại đồng bào Việt Nam tại địa phương. Chúng tôi tin tưởng là hy vọng là khán giả Việt Nam sẽ đến cổ vũ cho chúng tôi. Tashkent lạnh, nhưng ở nơi đóng quân của đội tuyển Futsal Việt Nam, cái lạnh đó dường như đang được sưởi ấm.